Đây là cách tạo fanpage bán hàng ở trên iPhone. Đầu tiên là các bạn vô cái Facebook cá nhân của các bạn ấy, sau đó vô cái chỗ ba sọc. Rồi các bạn kéo xuống, các bạn sẽ thấy cái chỗ trang. Các bạn bấm vào. Sau đó các bạn bấm vào cái nút tạo. Rồi các bạn bắt đầu. Cái này là cái ngành nghề. Xong. Tiếp. Tên trang của các bạn nè. Có trang web nào hỗ trợ không? Không có trang web. Sau khi các bạn thêm cái hình ảnh của các bạn vào thì nó là xong nhé. Rồi ok, tiếp. Tới đây Thông Thú sẽ yêu cầu các bạn làm theo những cái hướng dẫn của nó. Thêm hình ảnh nè, mời bạn bè nè, kết nối WhatsApp nè. Cái nào có thì làm, cái nào không có thì thôi. Vậy là xong rồi đó.